Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại làng chài của Hạ Long, và sau lưng Minh Toàn là các cái thuyền bè mà về đánh bắt cá xong rồi về tại làng chài này và đi bán cho cái chợ gọi là chợ Hạ Long này. Chúng ta khi mà chúng ta về Hạ Long du lịch, chúng ta vào chợ Hạ Long hoặc là đến các làng chài này chúng ta mua hải sản. Thì hôm nay Minh Toàn sẽ giới thiệu đến quý bà con cô bác về làng chài này. Bây giờ Minh Toàn xin quay máy lại để quý bà con cô bác nhìn cận cảnh hơn về làng chài nhé. Xin thưa bà con, đây là những cái chiếc thuyền về với làng chài ở đây. Đấy, làng chài sau khi đánh bắt cá thì về làng chài ở đây và đưa các cái hàng hải sản lên bờ để cung cấp cho chợ hoặc là cung cấp cho các bà con mà về đây để chúng ta mua. Và cái chợ Hạ Long nó nằm ở góc kia, góc ở gần cái núi đấy, nhà bằng vàng đấy. Ở đây, đây là những cái tảng đá mà được đưa xuống các con tàu để phục vụ giúp ướp đá khi mà chúng ta đi biển, giúp cho cá tươi lâu hơn. Và người dân nơi đây cũng rất là vất vả để đưa những cái thực phẩm này lên tàu, không phải là hề là dễ đâu quý bà con. Rất là nắng luôn. Đi như này phải 40-50 cân đấy chú nhỉ? 50 cân đấy nhỉ? Mà còn lạnh nữa chứ. Em này em vác khá là khỏe đấy, 50 cân em vác đi còn lên bậc thang này nữa. Như ngày xưa tớ làm cái này thì kể cả cái này, cái bậc này nó cao quá này, cửa ra này không cắt được, còn nếu bậc thấp cắt chạy bóng băng cho này. Như gì năm nay sáu mấy rồi, vẫn nay. Ừ, chú năm nay sáu mấy rồi cơ? Chứ còn không à? Ông cứ tưởng chú năm mấy rồi, 50 rồi. Chết. Không, nhìn chú trẻ, cháu cứ tưởng chú 50 đấy. Sáu mấy rồi. Đá bậc này nó làm cao quá, tao phải chịu bậc thấp rồi. Chạy bóng băng. Này mà đi bộ đội trên vai mấy chục cân thì chạy làm sao chạy được ra cháu đi lính cháu đúng rồi, cháu mới vào cả cử ngày thôi, không đi đây. Đấy, chú này là chú ngày xưa chú đang khỏe, chú vác cái bì này là miếng bột 50 cân, 50 kg. Đây, chú năm nay chú hơn 60. Bì đá này khá lạnh. À đây, một số cái thuyền đánh bắt cá về với cảng. Đấy, đây về cảng cá, đây là cái làng chài. Thank you.
cái này là dành cho những tàu mà đi đi biển đi dài ngày ấy chú nhỉ? Cái khu xa xa đầu kia là có làng ở mà chú người ở đi nước bây giờ nó cho ở đâu không cho ở đấy thì ngày xưa có người ở chú tức là ngày xưa là có ở khu xa đầu kia là có người ở. Đây gọi là làng chài ấy chú nhỉ? Đây là bà con tàu chở các cái vật dụng hàng hóa lên các cái con tàu lớn mà người ta cần hàng hóa đấy. Kia là những ba cái thuyền được neo với nhau để đánh bắt cá. Ở làng chài này thì cũng có một số bác cao tuổi như bác xa đầu này, đây thì bác này, bác cũng đang chèo thuyền để mưu sinh. Đây là có các cái xe đưa hàng hóa xuống chỗ cảng cá này. Đây, các thùng xốp này, cung cấp các thùng xốp này, nước này. Đá này. À? Ấy việc này hoạt động như kia nên không nhàn thì thôi.
Đây, ở đây là có cái tàu bảo vệ môi trường là chuyến đi gom rác ở trên biển. Đây, gom rác trên biển luôn. Đấy, có bác này, bác đã lớn tuổi mà cũng vẫn phải chèo thuyền để mưu sinh như quý bà con. Đây. Khổ thần bác ấy. Ở đây, đây là một số cái người dân đưa các cái hàng lên các cái tàu. 2,5 tấn. Cấp ơi nó chậm. Cấp này.